Bộ phim truyền hình Lương Thần Mỹ Cảnh Hảo Thời Quang do Lâm Nhất và Từ Lộ đảm nhận vai nam nữ chính đã chính thức lên sóng và nhận về khá nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Tính tới thời điểm hiện tại, Lâm Nhất có hơn 5 triệu lượt theo dõi và Từ Lộ đã sở hữu hơn 10 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Weibo. Dù Lương Thần Mỹ Cảnh Hảo Thời Quang chỉ đứng ở vị trí thứ tư, nhưng đây là một thành tích khá khả quan khi những tác phẩm phim đứng trước đều có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Cung Tuấn, Trương Triết Hạng, Mã Tư Thuần. Lâm Nhất kém Từ Lộ tận 5 tuổi, nhưng phản ứng hóa học của hai nam nữ nghệ sĩ vẫn rất tốt và không gây bất kỳ sự phản cảm nào cho khán giả. Xét về khía cạnh tuổi tác, cả hai đều rất phù hợp với nhân vật trong phim khi không cần phải cư sừng làm nghé hay trông giống như người đàn ông trưởng thành một cách khó khăn hay gượng ép. Lâm Nhất hiện là đàn em cùng công ty quản lý Đường Nhân Ảnh Thị với Hồ Ca và Hàng Đông Quân. Do đó, nhiều khán giả hy vọng rằng Lâm Nhất có thể nối nghiệp đàn anh và tạo nên tên tuổi như những người anh đã từng. Là một nam diễn viên trẻ, sở hữu ngoại hình thu hút chuẩn nam thần, anh đã được tôi luyện khả năng diễn xuất từ sớm qua các vai như Lâm Dương của Xin Chào Ngày Xưa Ấy và gây được ấn tượng tốt bằng nam thần Cố Vị Dịch trong Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp của chúng ta. Với vai diễn Lục Cảnh, một lần nữa, Lâm Nhất hứa hẹn sẽ làm cho biết bao trái tim thiếu nữ phải thổn thức. Từ Lộ là một nữ diễn viên có tiếng của làng phim Hoa ngữ với sự xuất hiện trong nhiều bộ phim lớn, nổi tiếng như Tân Hồng Long Mộng, Chân Hoàng Truyện với vai Trần Ngọc Nghiêu, Kim Bài Hồng Nương hay Yêu Phải Bạn Trai Trong Sao Bắt Đầu, Thiếu Nữ Tỏa Sáng. Từ Lộ sinh năm 1994 nhưng với vẻ ngoài trẻ trung, vô tư vẫn vô cùng phù hợp khi nên duyên cùng trai trẻ Lâm Nhất sinh năm 1999. Họ tạo nên một cặp đôi gà bông với những khoảnh khắc tình yêu lãng mạn, ngọt ngào xen lẫn táo bạo chưa từng có. Lương Thần Mỹ Cảnh Hảo Thời Quang được chuyển thể từ tiểu thuyết Mình Thương Dễ Tránh, Yêu Thâm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Nữ chính Lương Thần là học tỷ, đàn chị của nam chính Herman, hai người cách nhau 5 tuổi. Một người là nữ ca sĩ game PUBG, một người là streamer và là học đệ, đàn em, hai người kết duyên từ game tạo ra câu chuyện tình ngọt ngào. Lương Thần sau khi tốt nghiệp vì giọng hát hay và cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng mà trở thành một nữ ca sĩ, âm bung ra ngày càng nhiều. Lương Thần vốn có bạn trai, kết quả trong một lần livestream đọc được bình luận nổi trên màn hình mới phát hiện bạn trai mình ngoại tình. Không bao lâu sau đó, truyền thông chụp được Lương Thần cùng một streamer Herman ở bên nhau.